Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận những dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình tiếp tục chia sẻ và giới thiệu cho các bạn là tham gia vào một cái kèo mới. Cái kèo này thì tương tự những cái kèo chúng ta nhận cái đồng Dog hay là cái đồng Cat thì ở trên cái ứng dụng Telegram. Thì đây là cái dự án Cloud Memecoin, thì chúng ta sẽ nhận cái đồng Cloud miễn phí ở trên cái ứng dụng Telegram. Và đây là một trong những cái dự án mà có đối tác đó là MemeFi cũng như là Upset hay là Kanji, đa phần là các cái dự án mà các bạn cũng đã từng tham gia và khá là quen thuộc. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn check tài khoản để chúng ta nhận cái đồng Cloud này nhé. Thì các bạn kích vào cái link mình sẽ để dưới phần mô tả của video, thì nó sẽ ra cái thông tin như thế này. Thì các bạn kích vào cái nút Go Net Go này đó, và nó sẽ ra cái thông tin như thế này. Nó cũng tương tự như cái kèo mà chúng ta nhận cái đồng Dog, phụ thuộc vào cái tài khoản Telegram của các bạn, hoạt động thời gian của các bạn ở trên Telegram cũng như là tài khoản VIP hay tài khoản thường, thì chúng ta sẽ nhận được là cái số lượng cái đồng Cloud khác nhau nhé. Đó, và khi các bạn check thì như của mình ở đây là mình đã nhận được 10.100 cái đồng Cloud. Thì chúng ta sẽ cái nhiệm vụ chúng đầu tiên chúng ta hoàn thành, cái nhiệm vụ thứ hai đó là chúng ta mời bạn bè tham gia, và cái nhiệm vụ thứ ba này các bạn kích vào cái phần tag cho mình này. Đó, ở đây thì nó sẽ có khá là nhiều các cái nhiệm vụ, ví dụ như là chúng ta follow Twitter là chúng ta nhận được 50.000 điểm này, join Telegram chúng ta sẽ nhận được 50 điểm này, like, share, comment Twitter chúng ta sẽ nhận được 20.000 điểm, và các cái nhiệm vụ khác còn ví dụ như nhiệm vụ bên dưới này 25.000 điểm là like, share và comment ở trên trang Twitter của họ này. Rất là nhiều nhiệm vụ, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn thành từng nhiệm vụ một. Đầu tiên chúng ta sẽ join vào cái trang Twitter của họ. Đây là cái trang Twitter chính thức của dự án Cloud on Sol. Đây là cái đồng Cloud này thì nó chạy ở trên cái mạng Solana các bạn nhé. Đó, rồi thì các bạn theo dõi cho mình, sau đó các bạn quay trở lại cái phần nhiệm vụ. Các bạn chờ nó hiện thị lên cái chữ Cloud thì chúng ta Cloud điểm. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, còn 9 nhiệm vụ nhé. Thì chúng ta sẽ join vào Telegram này. Chúng ta quay trở lại đây luôn. Các bạn cứ làm liên tục, thao tác liên tục cho mình này. Các bạn không cần phải làm nhiệm vụ đâu, chúng ta chỉ cần kích ra và chúng ta quay trở lại thôi. Rồi, chúng ta sẽ claim. Những cái nhiệm vụ này làm khá là đơn giản. Đó, khi mà hiện lên chữ Cloud thì chúng ta chỉ việc là nhấn vào Cloud màu xanh này thôi. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong hết tất cả các nhiệm vụ nhé. Quay trở lại phần thưởng là mình đã nhận được 435.000 cái đồng Cloud. Đây là đồng Memecoin các bạn nhé. Đó, hết nhiệm vụ rồi. Thì có thể ngày mai nó sẽ cập nhật một số các cái nhiệm vụ mới, thì chúng ta sẽ là vào cái phần nhiệm vụ này chúng ta làm. Đây là cái phần top những người mà nhiều điểm nhất này. Rồi các bạn kích vào đây, đây là cái mục mà giới thiệu mời bạn bè tham gia, thì các bạn kích vào đây, chúng ta sẽ copy link chia sẻ mời bạn bè tham gia, thì chúng ta sẽ nhận được thêm mà cái đồng Cloud này. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn những cái video lần sau.